Chào cả nhà mình nha. Hôm nay xuống đi chợ Bình Tây với lại chợ Kim Biên để lấy hàng. Rồi, một giờ mình xuống quay cho bà con mình xem nha. Nắng quá. Đây là cái chợ Kim Biên. Xuyến đi sẽ vô mua mắt kính cho mấy em nhỏ nè. Kính cho em nhỏ. Anh ơi cho em coi mắt kính em trong của mấy em nhỏ hả? Mắt kính dẻo á. Dẻo của em bé ở đây. Dạ em bé. Mấy bạn này là dẻo hết á. Dạ. Cả đều là hàng dẻo. Dạ. Làm chưa có công ăn việc làm bởi đó chị, thì ở bên đây nói chung là mình tiền có bạn đưa qua làm ăn cũng dễ.
biển. Rồi đây là cái tiệm đồng hồ xuống hay mua về để bán này. Đó, mấy mẫu cho bé đây nè, rất là nhiều. Mẫu đồng hồ Kitty, Elsa, quá trời luôn. Nhiều Bondi nè, quá trời luôn. Mình sẽ muốn mua ít cái về để bán. Đây mẫu Kitty. Rồi mẫu của Nam, mua bé Nam, bé trai. Cái mẫu là đẹp đẹp luôn. Bé rất là đẹp. Mà đồng hồ cho cả nhà mình xem nha, rất là nhiều. Đây là cái cửa hàng Mã Hí.
một ít về để bán Tết nè. Ồ, mai quá trời màu đẹp luôn. Mai mới có hàng về ha em? Mới có hả? Mới có. Hôm nay có gì chưa Tính? Có rồi chị. Rồi, để em chút chị lựa cơm. Có gì đó. Đứt hàng, khách lại kiếm mua quá trời luôn mà không có. Nay mới có lại nè. Ở nhà mình có hai muốn thì ghé cửa hàng anh được shop nha. Địa hình. Để coi cái mẫu nào đẹp mình sẽ lấy ha. Có cái vó từ thiển nữa nè. Xe còn thiển nữa nè. Mình lấy chiếc này.
Đây là cá mập. Đúng không? Để đây là một con thú. Ồ, có kèn luôn. Đây là xe nhựa. Mình sẽ lấy thêm về bán. Ở nhà bán cũng bớt rồi. Để câu cá đẹp quá. Tay cầm luôn. Đây cái xe nhỏ nhỏ nè. Quá trời luôn.